Chào quý bà con, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục bàn giao máy xay sắc gạo đơn UN6N40 cho hộ gia đình sử dụng gạo sạch. Hiện tại chúng tôi đang bàn giao và test cho khách hàng, hướng dẫn cách sử dụng. Cách chỉnh gạo trắng thì chúng ta chỉ việc là vặn cái núm gạo vào thêm, càng vặn vào thì là gạo sẽ càng trắng. Nhưng mà bà con để ý nếu mà vặn quá thì gạo sẽ bị vỡ nhiều. Mình sao căn chỉnh cho gạo vừa trắng đẹp và cái tỷ lệ gạo ta đẹp nhất, ít vỡ hạt tấm nhất thì chúng ta chỉnh cữ và để y như vậy. Lần sau chỉ việc đổ thóc vào là có thể sát ra được. Máy thao tác cực kỳ dễ dàng. Bây giờ chúng tôi sẽ quay cận cảnh để cho bà con cùng xem là cái nguyên liệu sau khi trà từ núa ra gạo thì gạo sẽ đẹp như thế nào. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra sạch 100% và tỷ lệ vỡ rất thấp. Gạo cực kỳ đẹp. Chỉ cần đổ núa và sát qua một lượt là có thể ăn được. Năng suất của máy sát gạo đơn UN6N40 đạt tỷ lệ từ 100 đến 200 kg/giờ. Máy phù hợp với các hộ gia đình xay sát gạo sạch ăn, hay là những 2-3-4 hộ chung nhau và có thể dùng được một máy. Máy sử dụng điện một pha, motor 3 kW, có thể phù hợp với tất cả những nơi mà có nơi không có điện bao pha và điện một pha yếu cũng có thể dùng được. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới video để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.